101 câu chuyện. Hello, xin chào tất cả các em nha. Ngày hôm nay chị có tấm sticker siêu rẻ luôn, chỉ có 5.000 và có một cô nè, hai cô nè, ba cô và rất là nhiều váy đẹp cũng như là một bạn mèo. Phía sau lại còn có một bức tranh gấu câu cá để cho chúng ta tô màu nữa. Và bây giờ với quyển sổ lò xo 5-6.000 đồng này, chúng ta sẽ tạo nên phong nền cho câu chuyện. Nào, bút màu đã sẵn sàng rồi, có cả bút chì và bút lông 34.000, cái này thì 24.000 đồng thôi các bạn. Giới thiệu địa chỉ cho các bạn mua và cùng làm câu chuyện sticker với chị, đó là ở shop FGP 0937899707 gọi để đặt hàng nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tháo nhanh tấm sticker ra. Wow, một cái khu vườn mùa đông có tuyết rơi nè. Và những nhân vật này chúng ta sẽ cùng chọn nha. Đây sẽ là ba cô công chúa. Đầu tiên sẽ là cô nàng tóc cam nè các bạn ơi. À, nhìn cô ấy rất là dịu dàng. Cho nên chị sẽ chọn cho cô ấy là một chiếc váy màu hồng nè. Đó, có viền màu xanh, có nơ và có kim tuyến lấp lánh rất là đẹp luôn. Đó, phù hợp với một cô gái dịu dàng. Và cô này sẽ là công chúa chị hai, rất là thích làm bánh nha. Và tạm thời thì chị sẽ đặt cô ấy lên trên phong nền này. Tiếp theo là cô nàng tóc màu xanh. Đây, nhìn cô ấy khá là đơn giản, khuôn mặt không cảm xúc. Thôi, có gì đâu chứ, đối với tôi sao cũng được. Đó các bạn ơi, công chúa này rất là dễ tính, là không quan tâm gì hết, cái gì cũng được hết. Và đây, chúng ta sẽ chọn cho cô ấy là một chiếc đầm màu xanh luôn nha. Để mặc thử xem. Không phù hợp rồi, chị sẽ tháo ra. Và chị nghĩ rằng chiếc đầm màu hồng này nè, lên màu tóc xanh nó sẽ nổi hơn nha. Chúng ta sẽ mặc thử cho cô ấy. Wow, và đúng như vậy, chiếc đầm hồng này rất hợp với cô ta. Và tóc cam là chị 2 thì tóc xanh sẽ là chị 3 nha. Wow, và dĩ nhiên cuối cùng là cô nàng tóc hồng rồi. Dĩ nhiên sẽ là cô em Út với khuôn mặt rất là vui nhộn. Em được khen là em bé ngoan vì áo quần áo em luôn gọn gàng. Em được khen là em bé ngoan bởi vì em ăn rất giỏi nha. Mình là cô bé vui tính lanh lợi. Tuy nhiên là công chúa tóc hồng này á, thì lại có một cái tật rất xấu luôn. Các bạn vào câu chuyện thì sẽ biết nhé. Và chị sẽ thử cho cô ấy mặc cái áo màu xanh này xem sao. Đây, các bạn nghĩ sao? Cũng khá là hợp ha. Hay là mình sẽ thử chiếc này nha. Cô ấy rất là năng động luôn. Cho nên chúng ta cứ thử xem cái nào đẹp thì lấy. Cái váy hồng này chị thấy khá là xinh. Trời ơi, chọn lẹ lẹ đi. Cái áo này em thấy cũng được rồi đó. Chúng ta hãy mau vào câu chuyện thôi nào. Và câu chuyện của chúng ta được bắt đầu tại một tòa lâu đài nha. Có một cái mái vuông và mái tam giác như thế này nha. Các bạn vẽ một hình tam giác cân. Sau đó thì lâu đài sẽ có là 3 tầng khác nhau nha các bạn. Đây, cái tòa lâu đài khá là cao như thế này luôn. Hình khác nhau, ở trên cùng sẽ là hình vuông và ở dưới sẽ có một ô cửa sổ hình tam giác và cuối cùng thì là hình tròn, người ta gọi đây là lâu đài vuông tròn tam giác. Và ở trên cái mái cũng vậy luôn nha, nó sẽ có biểu tượng là vuông tam giác tròn đó, tam giác nó nhọn lên, còn ở đây thì nó sẽ tròn như thế này ha. Các bạn nhớ vẽ thêm bậc thang cho cái lâu đài nha. Đó, như thế này nè, rất là dễ luôn. Một, quẹo ra. Đó, sau đó chúng ta gạch ngang qua. Như vậy là tạo được cái bậc cầu thang cho lâu đài rồi đó. Đặc biệt, tòa lâu đài sẽ còn được tô màu theo ba màu tóc của ba chị em mình. Wow, trời trời, thấy căn nhà của tụi mình không? Tòa lâu đài của tụi mình đơn giản nhưng mà rất là đẹp luôn á. Vuông tròn tam giác, mình là Út, mình được ở chính giữa đó. Không có sợ ma. Nhà mình đẹp quá, đúng không chị tóc xanh? Thời, có gì đâu, bình thường thôi mà. Nhìn nhà còn đẹp hơn nhà của mình nữa. Có gì đâu chứ, bình thường thôi, chị thì sao cũng được. Đẹp mà, chị phải nói là nhà mình đẹp. Lúc nào chị cũng sao cũng được hết là sao chứ, em thấy nó đẹp tuyệt vời luôn. Thôi, hai đứa đừng có cãi nhau nữa, để chị vào trong làm bánh cho tụi em ăn nha. Yeah, chị hai là tuyệt vời nhất, chuẩn bị có bánh mới ăn nữa rồi, tên. Thôi, chị cũng vào trong để phụ chị hai đây. Em cứ ở đây đi. Làm Út sướng lắm nha mọi người. Có chị hai, chị ba làm hết cho mình. Mình chẳng cần làm gì hết, mình chỉ cần vui chơi thôi. Ôi, những bông hoa tulip thật là đẹp quá đi. Căn nhà của mình cũng vậy, đẹp quá đi. Đặc biệt là mình xinh đẹp nhất nha. Út nè, em dọn đồ ăn ra phụ chị với chị hai đi.
Thôi, có một chút xíu à, chị hai dọn luôn đi. Em là biếng quá à. Ờ, vậy cũng được, để chị dọn cho. Chị hai thì siêng năng nấu ăn, còn chị ba thì sao cũng được, mình nói gì cũng nghe. Mình thông minh và sướng nhất nhà. Thôi, bưng cái bánh kem ra nữa là xong rồi. Ý, ngon quá, em ăn thử. Yummy, 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 yummy. Ngon quá chị ơi. Mà em lỡ ăn hết mất tiêu rồi. Ủa, vậy hả? Sao cũng được, ai ăn cũng được. Gì vậy hả Tóc Xanh? Chị mới kêu em bưng bánh ra, sao lại mất tiêu rồi? Lại còn nói sao cũng được, chắc chắn là Tóc Hồng đã ăn hết rồi đúng không? Dạ đúng rồi đó, tại bánh ngon quá. Em nói gì? Chị Tóc Xanh em ăn nha, chị Tóc Xanh nói sao cũng được, em ăn hết rồi. Thôi, chán dễ sợ luôn á, có hai đứa em, một đứa thì sao cũng được, một đứa thì quá tham ăn luôn. Chị mới làm ra một cái bánh để ba chị em ăn chung, bây giờ em ăn hết rồi, chị và Tóc Xanh thì ăn gì đây? Tóc Xanh thì sao cũng được. Thôi bây giờ lấy gì ăn đây? Thôi lỡ rồi, Tóc Xanh nè, chị sẽ vào trong để nấu cho hai chị em mình ăn nha. Ok ok, đã nói là sao cũng được mà, sao mà cứ nói càng nhằn nhất cả cái đầu hết. Thôi sao cũng được. Chị Tóc Xanh thật tức cười, sao cũng được. Lại sắp sửa có bánh mới ăn nữa rồi mọi người ơi. Chị Tóc đỏ của mình á là làm bánh ngon nhất luôn. À mà chị Tóc Xanh nè, hay là hai chị em mình đi chơi một vòng đi. Bây giờ mà chờ chị hai nấu xong chắc là lâu lắm. Ừ sao cũng được, vậy thì mình đi thôi nào. Tóc Xanh, Tóc Hồng ơi, hai em đâu rồi? Mau ra dọn thức ăn phụ chị. Cái bàn nhỏ xíu như thế này thì làm sao mà đủ hết thức ăn đây chứ. Lần này mình rút kinh nghiệm, mình sẽ làm nhiều thức ăn hơn. Hey, vậy là một mình chị ta lủi ngụi dọn thức ăn. Cái bàn phải to như thế này mới vừa bụng con em út nhà mình đây. Và đây chị hai trong phút chốc đã làm ra rất là nhiều bánh luôn. Nào là bánh kem trái cây, hamburger khổng lồ nè, rồi là pizza, một tô à súp, sữa, cá hấp, có cả kẹo, trà sữa, kẹo xoắn, dâu và cả khoai tây chiên. Hay, đã rất nhiều đồ ăn rồi, nhưng còn thiếu nước để mà uống tráng miệng nữa, để mình vào trong lấy nước mới được. Tang tang, tình tang tang, mình đã đi chơi về rồi. Trời ơi, mọi người ơi, xem nè, quá trời thức ăn, chị hai đã làm cho mình rồi. Chị Tóc Xanh, chị có ăn không? Hay là chị vô chăm chị phụ, chị Tóc Đỏ đi. Ừ, ăn cũng được, phụ chị Tóc Đỏ cũng được. Thôi, sao cũng được, để chị vô chị phụ chị Tóc Đỏ vậy. Hehehe, mình đã dụ chị ấy vào trong rồi. Bây giờ mình sẽ ăn hết cái đống này thật nhanh. Đầu tiên thì chúng ta phải ăn súp. Súp súp đậm đà ngon quá. Bây giờ thì thử một chút khoai tây chiên nha. Rạo. Nó giòn thật sự luôn. Tiếp theo thì mình sẽ ăn một miếng hamburger. Ôi cha mẹ ơi, sao chị hai tôi lại làm bánh ngon đến như vậy? Không phải một cái, mà là một chồng ba cái luôn. Ăn như vậy mới đã làm nhâm. Cũng hơi no rồi đó. Nhưng mà bây giờ phải ăn miếng kem để tráng miệng. Đây nha, là kem dâu trái cây tráng miệng thì tuyệt vời. Yummy. Hơi thật là mát lạnh quá. Có lẽ là mình sẽ không ăn nữa, mình sẽ chừa cho mấy chị thôi. Bởi vì quá trời đồ ăn mà. À, nhưng mà nhìn ly trà sữa này thèm quá. Mình sẽ ăn thử một miếng xem sao. Béo, lạnh, ngon quá. Hết luôn ly trà sữa rồi. Còn mấy cái này nhiều lắm, ăn không hết, chị ăn cây kẹo nữa thôi. Đây, mình không tham ăn nha, mình chỉ ăn như đó thôi, một cái kẹo này nữa là đủ rồi. Lơm. Ngon quá. Sao mà mình ăn cái gì cũng nhanh hết trơn hết ta. Khát nước quá, ăn kẹo nó ngọt quá, khát nước ha. Còn hộp sữa nè. Ăn kẹo ngọt quá, phải uống một miếng sữa. Sữa dâu trái tim. À mà sao nãy giờ mình toàn ăn kem, ăn đồ mình không ăn cá ta. Ăn là tốt cho sức khỏe nha các bạn. Ăn cá đẹp da nữa mà không có bị mập. Mình ăn thêm con cá này nữa chắc cũng được. Yummy, con cá này chị mình hấp ngon quá. Yummy. Ôi trời ơi, còn có nhiêu đây thôi ư? Thôi mình nhất định sẽ không ăn đâu. Nhưng mà mình chưa thử cái bánh kem trái cây này. Còn cái pizza, cái bò bít tết này nữa. Hay là mình chỉ ăn cái bò bít tết thôi. Còn cái bánh kem to này, hai chị mình ăn là vừa rồi. Ok, mình chỉ ăn cái này nữa thôi. Yummy. Còn mình sẽ chừa kẹo nè và bánh cho hai chị. Bẹt, ôi trời ơi, mình lỡ làm bánh rớt xuống đất rồi. Chết rồi, cái bánh lỡ làm đất rớt xuống đất chị mình thấy là mình chết. Thôi mình sẽ cố gắng ăn cái bánh này luôn vậy. Mình sẽ bỏ cái chỗ mà bị rớt đi, còn mình ăn cái chỗ mà nó không có bị dơ. Yummy. Thôi, may quá, ăn xong rồi, chị chưa ra. Tóc Xanh ơi, ra ăn đi em. Chị đã chuẩn bị xong hết rồi. Có cả nước tráng miệng đây luôn rồi nè. Wow, chị hai thật tuyệt vời, có nước tráng miệng luôn hả cho em với. Ăn xong mà uống nước tráng miệng thì thật tuyệt vời. Mình uống nguyên chai luôn.
quá đã còn ly nước cam nữa. Xong rồi, em đi vô nhà em ngủ nha. Ủa Út, không ăn à, sao đi ngủ? Thôi kệ, sao cũng được, muốn ngủ thì ngủ thôi. Sao em làm gì lâu vậy? Bây giờ ba chị em mình nhập tiệc đi. Tự dưng con Út bữa nay nó lại không chịu ăn chứ. Hả? Trời ơi, chị sai rồi, nó đã ăn hết rồi. Không ngờ con em Út của mình nó lại ăn được nhiều đến như vậy đó mọi người. Một bàn thức ăn to đùng như vậy mà nó cũng ăn hết luôn đó chị hai. À, còn viên kẹo nè. Trời ơi, nghĩ sao công sức mình làm đủ thứ hết, nó ăn hết trơn luôn. Bây giờ còn có mỗi viên kẹo. Thôi, nước kèm ra nó cũng uống luôn rồi. Bây giờ nó đi ngủ mất tiêu rồi. Tóc xanh, bây giờ em tính sao đây? Hai chị em mình chưa ăn gì hết đó. À, tính gì? Tính gì bây giờ hả? Ừ, em sao cũng được. Còn cục kẹo nè, hai chị em mình ăn cục kẹo là được rồi. Trời ơi, chị chán em quá. Tóc xanh, lúc nào em cũng sao cũng được, sao cũng được. Bộ em không biết đói hay sao chứ hả? Một cục kẹo này, em và chị làm sao mà ăn no được cơ chứ? Sao cũng được. Chắc là một cục kẹo này không no được rồi. Chị nói thì chắc đúng rồi đó. Còn chắc đúng gì nữa chứ. Đúng 100% rồi. Hơi, bữa nay chị phải dạy con Út một bữa ra trò mới được. Em đi kêu con Út ra đây cho chị. Ok, chị muốn kêu con Út ra thì em sẽ kêu nó ra. Sao cũng được mà, đừng la lớn. Trời ơi, nó lại biểu mình đừng la lớn. Sao cũng được. Gặp mọi người thì mọi người có tức hay không chứ. Hơi, nghĩ sao, bao nhiêu đồ ăn cũng ăn hết. Riết là không có biết nhường ai ăn cái gì hết. Không nghĩ đến là ai sẽ đói khổ hết. Hơi, em đang buồn ngủ quá mà. Tự nhiên chị kêu em ra đây chi vậy? Chị hai nói đó, là tại sao em ăn hết tất cả còn có một cục kẹo thôi thì chị hai và chị làm sao mà ăn no được? Sao chứ, có một cục kẹo thì chị với chị hai không ăn no được hả? Như vậy là lỡ rồi. Nhầm mì mới ngủ dậy lạc miệng quá, em ăn cục kẹo này luôn. Nhầm. Trời ơi, còn có một cục kẹo cuối cùng em cũng ăn luôn rồi. Chị với lại chị Tóc Xanh ăn gì? Thì chẳng phải chị nói là có một cục kẹo hai chị ăn cũng không no. Vậy thì thôi, để em ăn luôn cho rồi. Hai chị đi mua cái gì về ăn vậy? Em nói vậy mà nghe được à? Em không thấy tội lỗi của mình nè, em quá tham ăn rồi. Tóc Xanh, em nghĩ sao? Em không có gì nữa hết. Lần này á, em phải phụ chị dạy con Út. Em phải có ý kiến của mình. Ý kiến của em là sao cũng được. Thôi mà chị, miễn sao chị em mình vui vẻ với nhau là được rồi. Hết, sao cũng được, sao cũng được. Nhưng mà Út phải biết điều một chút chứ. Út, em phải biết điều một chút xíu chứ. Tại sao em lại ăn hết như vậy là không đúng đâu đó. Tại chị hai làm ăn ngon quá, với lại Út đói bụng thì Út ăn thôi mà. Tại chị hai làm đồ ăn ngon. Nó nói cũng đúng đó. Tại chị hai làm đồ ăn ngon quá, mà biết nó thì hay ăn nhiều, đói bụng nữa. Ôi, cũng đúng thôi. Cha mẹ ơi, cứu con đi. Bây giờ con biết làm sao đây? Một đứa em thì tham ăn, không biết gì hết. Một đứa em thì cái gì cũng được hết. Rồi cuối cùng tội lỗi là con hết. Con là người hung dữ hay là mắng em Út? Là tại vì con nấu ăn ngon nữa. Cái gì cũng tại con hết. Cha mẹ ơi, bây giờ con phải làm sao đây? Mọi người ơi, tôi phải làm sao đây? Thôi chị đừng khóc nữa, em đã biết lỗi của em rồi. Lần sau em hứa em sẽ không ăn như vậy nữa. Em sẽ cố gắng để dành cho chị. Còn không thì ba chị em mình ăn chung nha. Chứ chị đừng có làm một mình, em thèm quá em ăn hết. Nè, thôi con Út nó cũng đã xin lỗi chị rồi, chị tha lỗi cho nó đi. Em thì sao cũng được. Thôi thì biết làm sao vậy, cũng phải tha thứ cho em của mình thôi. Hy vọng rằng nó đã biết lỗi của nó, và sau này á, chị sẽ làm đồ ăn và ăn chung. Và chắc chị sẽ không làm ngon nữa đâu. Và video thì đến đây là kết thúc rồi đó bạn. Trong nhà của các bạn có ai mà tham ăn như vậy không? Và có ai mà sao cũng được hay không? Và có ai mà giỏi nấu ăn như cô chị này hay không? Mỗi nhà đều có những người có tính cách rất là khác nhau, tuy nhiên có cãi lộn. Và sau đó thì chúng ta vì tình yêu thương cũng sẽ tha thứ cho nhau, chan hòa, sống vui vẻ với nhau mới là điều cần thiết nhất nha. Câu chuyện này dạy cho chúng ta những gì nè? Thứ nhất là dạy lâu đài, thứ hai là dạy cho các bạn cách sống trong tập thể. Đừng có giống như là cô em Út này nha, suốt ngày ăn hết tất cả của mọi người, như vậy là không nên. Và một cái nữa thì là cô Tóc Xanh này thì cũng khá là tốt. Cô ấy luôn muốn mọi người vui vẻ, nhưng vì cô ấy sao cũng được, thành ra là chiều hư cô em. Đó, còn tội nghiệp nhất là cô này nè. Đó, nhưng mà cô cũng hơi dữ một chút xíu. Nhưng mà chị thấy như vậy thì cũng đúng. Phải la em mình chứ, sai thì phải la.
chứ không thôi á, đi ra nhà người ta mà ăn uống kiểu này á là sẽ bị đánh đòn đó nha Út ơi. Còn video thì kết thúc rồi, và hy vọng là các bạn sẽ thích. Đừng quên bấm like và đăng ký thành viên kênh Một Ngày Lại Một Câu Chuyện nha. Còn muốn mua những sticker, màu, sổ để làm nên câu chuyện giống như chị thì đừng quên shop FTV số điện thoại 0937899707 ha. Còn bây giờ chào tạm biệt, chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình của mình.